Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác với bảng Champrency, trong đó có một số các phần chính như sau. Bảng Champrency các bạn có thể thấy ở bên phải trong dãy palette hay gọi là trong dãy bảng điều khiển ở bên tay phải. Đây chính là bảng Champrency, hoặc các bạn có thể lấy trong Windows. Champrency phím tắt là Shift Ctrl F10. Bảng Champrency của chúng ta có tác dụng như thế nào? Nó có 3 tác dụng chính. Thứ nhất, đó là nó chứa một cái số các chế độ hòa trộn để hòa trộn các đối tượng, màu sắc của các đối tượng với nhau. Thứ hai, nó có chế độ opacity. Opacity là chế độ điều khiển độ mờ đục, độ trong suốt của đối tượng bằng cách điều khiển thanh trượt ở trên này để tăng giảm độ trong suốt hay gọi là tạo hiệu ứng nhìn xuyên qua với các đối tượng mà chúng ta lựa chọn. Còn bên dưới cùng, đó chính là một số các cái lệnh để chúng ta thao tác. Chỗ này nó đang bị ẩn đi đấy ạ. Để chúng ta thao tác với độ mờ đục hay gọi là mặt nạ opacity mask của một số các đối tượng cụ thể chúng ta lựa chọn, và nó hữu ích trong việc làm nhạt đối tượng hoặc là tạo ra các lớp mặt nạ che khuất đối tượng. Trước hết, với các cái chế độ opacity và chế độ hòa trộn blending mode này, thì thông thường các bạn nhớ rằng khi chúng ta tạo ra một đối tượng bất kỳ, mặc định ban đầu của nó bao giờ cũng là chế độ normal. Nghĩa là trong cái phần blending mode này nó là chế độ normal, chế độ mặc định. Đồng thời opacity hiển thị đó là 100%, không có độ mờ nhòa. Và chúng ta sẽ thấy các đối tượng chồng đè lên nhau, không nhìn thấy lớp bên dưới đúng không ạ? Tuy nhiên khi tôi điều chỉnh, giả dụ bây giờ tôi trả về chế độ 100%, các bạn sẽ thấy các đối tượng của chúng ta nó kín thành một mảng, không có sự che khuất hay không có sự chồng chéo, hay gọi là không nhìn thấy, có cảm giác nó được chồng đè trong suốt đúng không ạ? Và khi tôi giảm opacity xuống còn 50%, chúng ta có thể gõ thông số hoặc là các bạn có thể điều khiển thanh trượt trong này giảm opacity xuống 50% chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy lập tức đối tượng của chúng ta được thay đổi, nhìn chúng có cảm giác nhìn trong hơn, nhìn thấy được các cái lớp màu xuyên qua nhau, màu sắc của đối tượng ban đầu đậm nhưng nó chuyển sang nhạt hơn và nhẹ hơn. Tiếp theo bên dưới này cũng là đối tượng đấy nhưng tôi sử dụng chế độ multiply. Chế độ multiply ở bên trong phần blending mode trong các chế độ hòa trộn, nó cho chúng ta cái cảm giác rằng đối tượng đang trở nên trong hơn và nhìn thấy các lớp màu bên dưới. Tuy nhiên màu sắc ở những phần trên nền trắng thì không có sự thay đổi. Và những phần chồng màu lên nhau, nghĩa là những phần của đối tượng chồng đè lên nhau, chúng sẽ tạo thành các cái lớp màu đan xen, nó làm tăng cảm giác màu sắc đậm hơn đúng không ạ? Tiếp theo cũng đối tượng như vậy nhưng tôi sử dụng multiply kết hợp với opacity 50%. Bạn sẽ thấy đối tượng của chúng ta trở nên trong và nhẹ hơn, đồng thời là hòa trộn màu sắc nhìn trông rõ nét hơn so với chế độ opacity 50% ban đầu. Bên cạnh đó thì khi thực hiện chế độ multiply này, các bạn thay đổi màu sắc của đối tượng chẳng hạn, các bạn lập tức sẽ thấy các chế độ hòa trộn của đối tượng có sự thay đổi, đúng không ạ? Màu sắc của các đối tượng chồng đè lên nhau sẽ có sự khác biệt. Các bạn sẽ thấy màu sắc của các đối tượng đang được chồng đè lên nhau, nó sẽ hòa trộn với nhau tạo ra các màu trung gian, trung tính. Ví dụ như chúng ta biết rằng màu xanh, xanh cobalt này cộng với màu vàng chanh sẽ ra màu xanh lục đúng không ạ? Hoặc là màu magenta cộng với màu xanh cobalt sẽ ra màu tím. Như vậy, nên nó sẽ tạo ra các màu cộng hưởng. Khi chúng ta kết hợp với opacity mask thì do dù chúng ta có thay đổi màu sắc đi chăng nữa thì đối tượng của chúng ta vừa có chế độ hòa trộn nhưng nó đồng thời cũng làm nhạt đối tượng đi. Và các bạn lưu ý rằng chế độ hòa trộn của chúng ta gần như là không có tác dụng đối màu đen. Khi chúng ta lựa chọn đối tượng là màu đen, nó không có cảm giác hòa trộn, không có cảm giác đan xen màu sắc. Tương tự như vậy, tôi đã tạo ra một loạt các đối tượng mẫu ở bên này để chúng ta thấy được hiệu ứng cũng như là so sánh được các cái hiệu ứng bên trong phần blending mode ở trong Transparency. Thứ nhất, các bạn sẽ thấy rằng tất cả các đối tượng màu xanh này, đối tượng bên tay trái, tôi đang để chế độ normal mặc định và opacity 100%. Còn tất cả các đối tượng màu đỏ bên phải hoặc là các đối tượng cảm giác có họa tiết ở đây là những đối tượng mà tôi đang áp dụng các chế độ blending mode khác nhau để chúng ta thấy hiệu quả và so sánh. Trước hết với chế độ Darken. Darken là chế độ các màu được pha trộn, màu nào tối hơn sẽ được giữ lại và màu sáng hơn sẽ được thay thế. Tiếp theo, chế độ Multiply là chế độ cộng hưởng các màu hòa trộn tạo ra các màu trung gian, màu sắc ở giữa.
Như vừa rồi chúng ta đã thấy đây, hiệu quả của multiply đúng không ạ? Tiếp theo, chế độ color burn là chế độ hòa trộn làm tối màu cơ bản để tạo ra sự hòa trộn và những phần màu trắng sẽ không có hiệu quả hòa trộn. Tiếp theo, chế độ lighten đó là các vùng tối sẽ được hòa trộn màu sắc làm cho nhẹ hơn và các vùng sáng sẽ không thay đổi. Những vùng nào màu tối sẽ làm cho cảm giác màu sắc nhẹ hơn. Tiếp theo, chế độ screen hòa trộn làm cho màu sắc nhẹ hơn. Screen bên trong bảng transparency đây. Chế độ color dark. Color dark là chế độ hòa trộn làm cho màu sắc sáng hơn. Trộn với màu đen chúng ta sẽ không thấy có sự thay đổi. Tiếp theo, overlay. Overlay là chế độ sàng lọc màu sắc chỉ giữ lại những điểm nổi bật về sắc độ nhạt của đối tượng được hòa trộn và làm tăng độ đậm nhạt cho đối tượng bên dưới. Chế độ soft light. Chế độ soft light là chế độ làm tối hoặc làm sáng màu sắc tùy thuộc vào màu của đối tượng được hòa trộn. Tuy nhiên độ sáng sẽ nhẹ nhàng hơn so với chế độ overlay. Chế độ hard light đó là chế độ làm tăng sáng mạnh đối tượng được hòa trộn. Tiếp theo, chế độ different đó là chế độ tạo ra sự hòa trộn màu sắc tương phản, không có giá trị khi chúng hòa trộn với màu sắc đen. Chế độ exclusion tương tự chế độ different nhưng mà nhẹ hơn một chút. Chế độ hue đó là tạo ra sắc trung tính giữa các sắc màu của đối tượng được hòa trộn. Saturation đó là chế độ hòa trộn độ bão hòa của màu sắc, không có giá trị khi hòa trộn với sắc độ xám. Chế độ color tạo ra kết quả dựa trên độ chói của màu sắc và độ bão hòa của màu được pha trộn. Cuối cùng, luminosity đó là chế độ tạo ra một màu kết quả với màu sắc và độ bão hòa của màu cơ bản và độ chói của màu pha trộn. Chế độ này tạo ra một hiệu ứng ngược lại với chế độ color lúc nãy. Đây là danh sách các chế độ màu hòa trộn bên trong phần transparency. Tùy từng đối tượng và tùy từng mục đích mà chúng ta sẽ phải có sự lựa chọn các chế độ hòa trộn sao cho phù hợp. Ví dụ như ở dưới này, tôi đã tạo ra một loạt các đối tượng giống hệt nhau, bao gồm hai phần. Phần thứ nhất đó là một vòng hình tròn có các cái tia sáng. Phần thứ hai là một hình tròn đỏ bình thường, phẳng. Tôi đã sử dụng thao tác sao chép để nhân lên các đối tượng và tôi sẽ bắt đầu thao tác các đối tượng này với các chế độ hòa trộn khác nhau để chúng ta thấy hiệu quả của chúng. Đầu tiên với chế độ Raven. Các bạn sẽ thấy hiệu quả khác nhau. Tiếp theo, Multiply. Tôi sẽ chỉ hòa trộn đối tượng bên trên, color burn. Còn đối tượng bên dưới màu đỏ, tôi sẽ giữ nguyên, difference. Bên này là exclusion. Đây là lighten. Screen. Các bạn sẽ thấy có sự khác biệt đúng không ạ? Color dark, hue, saturation. Đây là overlay, soft light, ánh sáng nhẹ hơn so với overlay. Hard light là ánh sáng gắt mạnh hơn. Color, chế độ luminosity. Như vậy là cùng một đối tượng nhưng tôi áp dụng các chế độ hòa trộn khác nhau để các bạn thấy được cái hiệu quả cũng như là sự khác biệt khi chúng ta thao tác với các đối cùng một đối tượng là như thế nào. Lần lượt các chế độ Dragon, Multiply, Color Burn, Lighten, Screen, Darker, Color Dark, Overlay, Stop Light, Hard Light, Difference, Exclusion, Hue, Saturation, Color, Luminosity. Các chế độ, mỗi chế độ cho chúng ta một cái hiệu quả khác nhau. Tùy từng đối tượng và tùy từng mục đích mà các bạn có thể lựa chọn các cái chế độ sao cho phù hợp với bản thiết kế của mình. Chúng ta có thể áp dụng đồng thời các chế độ hòa trộn và chế độ Opacity. Ở đây thì các bạn lưu ý rằng opacity đó là để điều chỉnh độ mờ đục của các vùng cụ thể trong đối tượng. Nó rất hữu ích trong việc làm nhạt các đối tượng. Và để thao tác thì chúng ta có thể kéo thanh trượt bên trong phần opacity này. Thông số phần trăm càng giảm xuống thì đối tượng càng mờ, càng trong suốt. Còn thông số phần trăm càng tăng lên, cao nhất là 100% thì độ mờ giảm đi và đối tượng rõ nét hơn. Bây giờ giả dụ tôi sẽ để opacity là 50% chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy screen kết hợp với opacity làm cho màu sắc ban đầu của đối tượng nó nhẹ hơn một chút và chế độ hòa trộn nó tăng cường lên, nghĩa là nó cảm giác hòa quyện nhuyễn với nhau hơn đúng không ạ? Đồng thời chúng ta cũng có thể áp dụng các cái chế độ trong blending mode này để tạo ra các khối hình. Ví dụ như ở đây tôi đã tạo ra một khối cầu có cảm giác như khối cầu này rất là bóng, rất là căng. Khi chúng ta thay đổi màu sắc và thêm một vài chi tiết bên trên nữa là từ một khối cầu bình thường sẽ trở thành một cái đối tượng giống như là một quả cầu treo ở trên cây thông Noel đúng không ạ?
Bây giờ tôi sẽ thực hiện lại cái thao tác tạo ra đối tượng này để các bạn cùng xem. Trước hết chúng ta sẽ sử dụng hình tròn để tạo ra đối tượng màu đỏ bên dưới. Để làm tăng cường cho cái cảm giác về độ sáng tối đậm nhạt và độ tròn của đối tượng thì tôi sẽ để cái phần hình tròn bên dưới cùng này có màu sắc đậm hơn hẳn. Tôi sẽ để tăng cường độ đen lên là 30%. Tiếp theo tôi sẽ copy giữ nguyên vị trí Ctrl C, Ctrl F để tạo ra đối tượng thứ hai. Màu tròn đỏ bên trên tôi sẽ cho màu nhạt hơn một chút. Tiếp theo lại thực hiện thao tác Ctrl C, Ctrl F và thu nhỏ đối tượng lại. Tôi sẽ đổ màu đỏ tươi để làm tăng cái độ sáng của đối tượng. Sau đó tôi thực hiện chọn cả ba đối tượng này và thực hiện lệnh blend bằng công cụ blend tool. Chế độ smooth color ok. Như vậy là tôi đã tạo ra được một cái khối cầu có cảm giác tròn, đúng không ạ? Nếu như đối tượng chúng ta chưa được ổn lắm thì các bạn có thể sử dụng chuột trắng A để điều chỉnh và thay đổi đối tượng, thay đổi màu sắc cũng như thay đổi kích thước. Ở đây tôi cảm giác nó vẫn còn hơi sáng, tôi sẽ tăng cường một chút cho nó 50 chẳng hạn. Và tôi sẽ để 40. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng tiếp tục hình ellipse này để chúng ta tạo ra một đối tượng, đó là diễn tả độ bóng ở phía trên. Và chúng ta sẽ để màu gradient nhé. Các điểm đóng trên thanh trượt này chúng ta sẽ để màu trắng chuyển sang màu đen, nhưng đen ở đây là bao gồm tất cả các màu, nghĩa là CMYK đều 100%. Như vậy thì chế độ hòa trộn của chúng ta sẽ đẹp hơn và dễ hòa quyện hơn. Sau đó chúng ta áp dụng chế độ screen. Vẫn còn hơi sáng thì tôi có thể tiếp tục điều chỉnh gradient bên trong này. Như này chẳng hạn. Chúng ta có thể kéo xuống một chút. Sau khi đã có hình này rồi, tiếp theo để tạo ra cái hình màu xanh như thế này thì tôi chỉ việc sao chép đối tượng xuống bên dưới đây. Sau đấy tôi đổi màu cho đối tượng này. Sử dụng chuột trắng A để đổi màu cho đối tượng. Tôi sẽ click vào chọn ở đây để đổi màu. Như vậy là chế độ hòa trộn của chúng ta lập tức hòa trộn ngay với màu sắc bên dưới. Và sau đó tôi sẽ sử dụng công cụ pen để tôi vẽ thêm chi tiết bên trên cho đối tượng này. Tôi sẽ đẩy xuống dưới, sau đó đổ màu cho đối tượng gradient. Để tăng cường cảm giác cái khối cầu này, cái khối này nó tròn hơn thì tôi sẽ thay đổi gradient một chút để tăng cường độ đậm nhạt. Cái này tôi sẽ trở về chế độ grayscale. Nếu như chưa ổn chúng ta có thể điều chỉnh một chút bằng chuột trắng. Sau đó chúng ta áp dụng effect styling drop shadow preview lên. Ok. Drop shadow này để chế độ mặc định. Sau đó chúng ta chỉ việc thực hiện thao tác copy một lần nữa, Ctrl C, Ctrl B để dán đối tượng xuống dưới. Sau đó đẩy đối tượng lên trên và thu nhỏ đối tượng này lại một chút nữa. Như vậy là tôi đã được ngay một khối cầu giống như là quả cầu có thể treo trên cây thông Noel và dịp Giáng sinh. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về nhóm hiệu ứng Blending Mode cũng như là chế độ Opacity bên trong bảng Transparency, đồng thời ứng dụng chúng để tạo ra khối cầu, quả cầu như thế này. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn với cái thao tác của chế độ Opacity Mask. Opacity Mask là chế độ mặt nạ mờ đục ở bên trong bảng Transparency này. Nó có tác dụng như thế nào? Mặt nạ mờ đục Opacity Mask là dùng để thay đổi độ trong suốt của đối tượng tại những vị trí cụ thể mà ta đã tự chọn. Và mặt nạ mờ đục được áp dụng trong bảng Transparency. Nơi mặt nạ có màu trắng thì đối tượng sẽ được hiển thị hoàn toàn, còn nơi có màu đen chính là vị trí đã bị che đi. Ví dụ như đối tượng này tôi đã thực hiện cái thao tác Opacity Mask thì các bạn sẽ thấy phần xung quanh màu trắng, chúng ta sẽ nhìn thấy còn những phần màu đen là những phần này.
phần màu đen là những phần che đi đối tượng, là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái phần đó của đối tượng nữa. Để thao tác tạo ra cái lớp mặt nạ này, ví dụ như ở đây là chúng ta đang cho chữ có cảm giác chạy xung quanh đối tượng đúng không ạ? Và cái phần chữ phía sau này sẽ bị che khuất. Vậy thì để tạo ra đối tượng như này thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh như thế nào? Trước hết chúng ta phải có một đối tượng để tạo opacity mask. Sau đó chúng ta sẽ click chọn vào đối tượng muốn tạo mặt nạ. Ở đây là tôi đã lấy sẵn một cái chai trong symbol và cái nền đen tôi đã vẽ sẵn. Bây giờ tôi sẽ dùng brush này để tôi tạo ra một đường path lượn chạy xung quanh đối tượng. Bây giờ tôi sẽ dùng brush này để tôi tạo ra một đường path lượn xung quanh đối tượng. Và sau đó tôi sẽ dùng đường path này để đặt chữ lên trên. Hiện tại thì cái brush này khá là dày. Tôi sẽ sử dụng công cụ Type on a Path Tool, nghĩa là chữ chạy trên đường path. Chúng ta sẽ click vào đây. Các bạn sẽ thấy có một dòng chữ chạy ra. Tôi sẽ đổi sang màu trắng để chúng ta nhìn được thấy chữ dễ hơn. Sau khi đã có đối tượng này rồi, tôi muốn cho cái dòng chữ này cảm giác chạy xung quanh cái chai, mặc dù là hiện tại nó vẫn đang nằm đè lên cái chai đó. Thì tôi sẽ click vào mặt nạ Opacity Mask bên trong bảng Transparency này. Chúng ta click vào nút Make Mask để bắt đầu thực hiện thao tác tạo mặt nạ. Bên này, bên trái của chúng ta đó chính là hình ảnh của đối tượng được áp dụng mặt nạ Opacity Mask, bởi vì chữ của tôi hiện đang màu trắng cho nên chúng ta sẽ không nhìn thấy. Bên phải, ô vuông màu đen này chính là nơi để chúng ta tạo mặt nạ mở độ Opacity Mask. Và như vừa rồi, cái nút này là Make hoặc Release, nghĩa là nút tạo chế độ hoặc là gỡ chế độ Opacity Mask này. Sau khi đã click chế độ Make Opacity Mask thì chúng ta chọn sang bên phải. Chúng ta sẽ tắt cái chế độ clip này nhé. Các bạn tắt dấu tích clip này đi để hiển thị cái đối tượng của chúng ta ở bên trái này cho nó lên đầy đủ. Sau đó chúng ta click sang, các bạn sẽ thấy phần khung xanh di chuyển sang bên phần mặt nạ. Lúc này chúng ta sẽ có thể thao tác với mặt nạ. Ví dụ bây giờ tôi sẽ sử dụng công cụ pen, hoặc là các bạn có thể tạo ra hình khối tùy, nghĩa là chúng ta sử dụng công cụ tạo hình cơ bản cũng được, tùy ý các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ pen để chúng ta vẽ một hình hay một đường path che đi cái đối tượng. Tuy nhiên là các bạn nhớ rằng cái lớp mặt nạ đấy nó phải là màu đen thì nó mới che được đối tượng nhé. Đây tôi đã đổ màu đen. Đó. Tiếp theo phần bên trên này, đó, tôi sẽ tiếp tục tạo thêm một đường path nữa để vẽ thật khít cái thần thân chai để chúng ta có thể che đi được đối tượng này. Các bạn sẽ thấy phần màu đen chính là phần mặt nạ, chính là hai phần này. Còn phần màu trắng là những vùng chúng ta sẽ nhìn thấy. Như vậy là tôi đã thực hiện cái thao tác làm mặt nạ cho cái dòng chữ này để nó có cảm giác chạy xung quanh thân chai. Tương tự như vậy đối với hình bông hoa. Bông hoa này tôi lấy trong phần symbol. Tôi cũng thực hiện cái thao tác đó là cho chữ chạy vòng quanh bông hoa và dùng mặt nạ để che đi phần chữ. Và sau khi thao tác xong, các bạn nhớ rằng chúng ta phải click sang phần ô hiển thị của đối tượng nhé, để chúng ta tắt chế độ thao tác với Opacity Mask đi. Nếu không thì nó sẽ vẫn đang thao tác với mặt nạ. Chúng ta click sang bên này. Như vậy là chúng ta trở lại chế độ bình thường, các bạn nhớ nhé. Còn trường hợp nếu như chúng ta ngắt cái dấu link này ở giữa phần đối tượng và phần mặt nạ, ngắt cái dấu link này đi, thì lập tức là mặt nạ với đối tượng nó sẽ không có sự liên kết với nhau nữa, mà chúng ta sẽ khi chúng ta di chuyển đối tượng, mặt nạ sẽ không đi theo. Còn nếu như chúng ta để dấu tích link như mặc định thì các bạn sẽ thấy rằng khi chúng ta di chuyển đối tượng, mặt nạ nó sẽ vẫn giữ nguyên và đi theo đối tượng. Cho nên chúng ta lưu ý sau khi kết thúc quá trình làm mặt nạ, để quay trở về trạng thái bình thường, các bạn nhớ click sang phần ô hiển thị đối tượng bên trái. Đó, như vậy là chúng ta trở về chế độ bình thường. Còn nếu như các bạn muốn gỡ lớp mặt nạ đi, không muốn tạo mặt nạ nữa, chúng ta sẽ click vào nút Release Opacity Mask này. Như vậy là chúng ta chỉ việc lựa chọn đối tượng, lựa chọn phần mặt nạ sau đó xóa đi. Tương tự như vậy, đối với bông hoa này, tôi đã lấy trong phần symbol và tôi cho chữ chạy xung quanh bông hoa để tạo cảm giác chữ chạy lượn vòng quanh, cũng thao tác tương tự. Còn tiếp theo trên phần này đó chính là gì, chúng ta cũng có thể thực hiện Opacity Mask đối với phần chữ. Giả dụ như tôi sẽ tạo ra một cụm chữ bất kỳ như thế này chẳng hạn. Tôi sẽ cho chế độ bold, tôi sẽ đổi sang một màu bất kỳ.
Để tạo cái cảm giác màu chuyển mờ như đối tượng bên dưới này, tôi sẽ click chọn đối tượng, sau đó tôi vào Make Mask, tắt clip, sau đó tôi sẽ chuyển sang chế độ mặt nạ bên tay phải và tôi sẽ vẽ ra một phần mặt nạ bất kỳ. Nếu như tôi vẽ, sau khi tôi vẽ một phần ô vuông như này, các bạn sẽ thấy đối tượng chúng ta được che mờ một nửa đúng không ạ? Tuy nhiên là để tạo độ chuyển như này thì tôi sẽ vẫn lựa chọn cái mặt nạ đó, nhưng tôi sẽ click vào sang màu gradient này. Tôi sẽ sử dụng màu gradient để tạo cảm giác chuyển dần cái màu sắc của đối tượng như này chẳng hạn. Như vậy là tôi đã thực hiện lớp mặt nạ mở đầu cho cái phần chữ. Đấy là một ví dụ. Sau khi thao tác xong mà tôi không muốn cái chữ nó mờ như này nữa, tôi cũng có thể click sang phần mặt nạ để tôi chỉnh sửa. Giả dụ như tôi sẽ vẽ lại một lớp khác và tôi sẽ cho cái chữ này nó không phải là mờ theo chiều dọc nữa, mà tôi sẽ chuyển gradient chạy sang chiều ngang như này. Ví dụ như này chẳng hạn. Đó, ví dụ như vậy. Sau khi thao tác xong, tôi sẽ click sang phần đối tượng để click để kết thúc quá trình tạo mặt nạ. Tương tự như vậy, các bạn sẽ thấy ở bên đây tôi đã tạo ra một mẫu bố cục chữ kết hợp với hình hoa văn họa tiết ở bên dưới để có cảm giác rằng cái chữ này nó đang lồng xuống dưới phần bông hoa, cho cái phần chữ và hoa cũng như là đối tượng hình chúng ta trở nên hòa quyện hơn đúng không ạ? Tôi sẽ thao tác lại để các bạn xem và chúng ta hiểu cách làm nhé. Trước hết tôi sẽ sao chép lại cái đối tượng này sang bên đây để lấy mẫu ban đầu. Sau đó là tôi sẽ khóa cái phần nền và khóa phần hoa lại để chúng ta dễ thao tác hơn. Bên trên này cụm chữ của tôi đã thực hiện cái lớp mặt nạ, tôi sẽ release gỡ nó ra. Tôi sẽ xóa cái lớp mặt nạ đi. Tương tự chữ đế cũng vậy, tôi release và tôi xóa cái lớp mặt nạ này để chúng ta thao tác lại, thao tác từ đầu. Đấy. Bây giờ tôi đã có đối tượng chữ như này kết hợp với phần hình bên dưới. Tôi sẽ lồng lớp mặt nạ vào để cho chúng ta cảm giác chữ và hình đan xen với nhau. Tôi sẽ chọn đối tượng chữ, sau đó click vào Make Mask, cắt bỏ clip, chuyển click sang bên ô mặt nạ. Sau đấy chúng ta bắt đầu thao tác pen. Đây tôi sẽ sử dụng pen để tôi vẽ cái lớp mặt nạ này, bởi vì hình bông hoa của tôi ở bên dưới nó các cái cánh nó mấp mô. Tuy nhiên là hiện tại thì tôi đang để cái phần mặt nạ đó là màu trắng. Các bạn sẽ nhìn thấy màu của nó, màu đồ của nó ở bên trong hộp tương bác đúng không ạ? Tôi sẽ đổ sang màu đen. Các bạn sẽ thấy đối tượng của tôi lúc này đã được che đi đúng không ạ? Và tôi có thể điều chỉnh cái mặt nạ của tôi bằng công cụ chuột trắng A sao cho nó phù hợp với hình dáng của đối tượng mà tôi mong muốn. Như này. Như vậy là chúng ta đã xong chữ S. Bây giờ tiếp theo phần đuôi của chữ A. Tôi sẽ tạo một lớp mặt nạ cho cái phần này, nó lồng qua cái phần cành hoa. Tuy nhiên là vì đối tượng của chúng ta đang là một đối tượng đó, cái cành hoa này nó khá là nhiều nhiều phần khác nhau, nó nhiều nhánh, cho nên là chúng ta sẽ vẽ một cái đường path này nó hơi ngoằn nghèo một chút. Các bạn sẽ vẽ theo phần thân của cành hoa. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái lớp mặt nạ này một chút nữa. Để cho nó khít với đối tượng hơn. Tiếp theo là chữ E. Tôi sẽ cho nó vòng xuống dưới cái phần cánh hoa này. Những phần không ảnh hưởng đến chi tiết của đối tượng, nghĩa là không cần phải sát quá, chúng ta cứ vẽ một cách thoải mái. Sau khi chúng ta tạo mặt nạ cho chữ shape xong, chúng ta click sang phần hình để kết thúc quá trình tạo mặt nạ cho chữ shape. Sau này chúng ta sẽ chọn chữ Depth, click vào nút Make Mask, tắt clip, chuyển click sang chế độ mặt nạ, bắt đầu thao tác.
Rồi, sau khi cái lớp mặt nạ hiện tại nó màu trắng cho nên chúng ta chưa thấy có sự che khuất, tôi sẽ click sang phần màu đen. Đó, các bạn sẽ thấy nó che đi cái phần chữ D. Tiếp theo, cái phần vòng cung của chữ D này tôi sẽ cho nó xuống dưới phần nụ hoa này. Chúng ta sẽ vẽ tiếp tục một cái mặt nạ khác, một phần mặt nạ khác. Như vậy là chúng ta xong phần nụ hoa. Tiếp theo là chữ T này, tôi muốn cho nó xuống dưới cái lá này. Thì tôi sẽ vẽ lớp mặt nạ. Che lên phần đầu chữ T. Ok, như vậy là chúng ta đã xong. Save the date. Kết hợp với phần đối tượng hình đó là bông hoa. Sau khi kết thúc quá trình tạo mặt nạ với chữ D thì tôi sẽ click sang ô hiển thị đối tượng để kết thúc quá trình tạo mặt nạ. Các bạn lưu ý rằng nếu như chúng ta muốn nhìn thấy mặt nạ thì chúng ta có thể click vào đối tượng, sau đó chúng ta nhấn giữ phím An và con trỏ chuột thì chúng ta click vào hình đại diện của mặt nạ thì các bạn sẽ thấy đây chính là phần mặt nạ của chữ Save. Đúng không? Đấy. Nếu như để hiển thị lại trạng thái bình thường các bạn cũng giữ phím An đồng thời với click vào nút mặt nạ như này. Hoặc là chúng ta muốn nhìn thấy mặt nạ của phần chữ D này thì các bạn có thể giữ phím An, click vào mặt nạ. Và các bạn sẽ thấy mặt nạ của nó đây. Và hiển thị lại bình thường chúng ta vẫn giữ An và click vào mặt nạ để trở về trạng thái bình thường. Hoặc là muốn ẩn mặt nạ đi để nhìn thấy chữ thì chúng ta sẽ giữ phím Shift sau đó click vào lớp mặt nạ. Các bạn sẽ thấy chữ D đấy ạ. Bên phần ô mặt nạ các bạn sẽ thấy có dấu sổ chéo màu đỏ. Lúc này lớp mặt nạ được ẩn đi. Đó. Và để trở lại trạng thái bình thường chúng ta cũng giữ Shift và click vào nút mặt nạ này để trở về bình thường. Và chúng ta nhớ rằng các đối tượng mặt nạ và đối tượng này khi được tạo ra nó sẽ mặc định đó là có sự liên kết với nhau. Chúng ta giữ cái link mắt xích này để trong quá trình chúng ta di chuyển đối tượng mặt nạ không bị biến mất. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn thao tác xong với phần bảng Transparency cùng với các cái chế độ hòa trộn cũng như là thực hiện opacity mask cho đối tượng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.